Dòng này thì em đã cũng lên video cho anh em xem rồi đúng không ạ? Lớp sơn của nó là lớp sơn sần anh em nhé. Lớp sơn sần rất là chất lượng. Với dòng, đây là những cái dòng cao cấp anh em nhé. Đó. S12 lắc đây. Anh em thấy không? Áp lực. Áp lực rất rất lớn. Ok cho anh em. Cực kỳ khủng chưa? Bắt 30 anh em nhá. Chơi trong gia đình thì khỏi chê. Đó. Đánh gia đình thì khỏi chê luôn anh em nhá. Bắt 30 sơn sần. Đó. Ê căng nhìn rất là đẹp anh em nhá. Nhập khẩu nguyên con anh em nhá. Với con này thì đang có giá rất là tốt cho anh em. Và điều quan trọng nhất là mạch công suất của nó. Nó sử dụng mạch công suất Class D anh em nhé. Rất là nhỏ gọn ở đây. Đó. Rất là nhỏ gọn. Và mát máy anh em nhé. Anh em đánh có thể thời gian rất là lâu. Bền bỉ. Với con này thì gỗ anh em nhé. Rất là nhỏ gọn. Anh em thì nhìn thấy nhìn đây. Rất là nhỏ gọn. Chưa đến 2 gang tay anh em nhé. Và quan trọng hơn nữa là củ bát bên trong. Củ từ này. Nó là từ kép anh em nhé. Từ kép. Đó, từ kép. Với từ kép nó rất là mạnh anh em nhé. Anh em thấy ạ. Đó. Khủng khiếp không anh em? Đó. Khiếp không? Rất là khiếp. Con súp này thì anh em có thể chơi tốt trong những căn phòng. Đây em giảm âm lượng. Anh em có thể chơi tốt trong những căn phòng tầm 30 m² anh em nhé. Nếu mà anh em phối ghép cùng với một cặp loa full bass 30. Đó, một cặp loa full bass 30 thì anh em có thể là thành một bộ karaoke rất là hay. Đó, vì nó con này gân của nó là gân cao su. Đó, nó sẽ xuống được giải tần rất là thấp anh em nhé. Gân cao su nó xuống giải tần rất là thấp. Nên là rất hợp lý để cho anh em ghép với những đôi loa full bass 30. Ví dụ anh em sử dụng đôi lắc 12 kia đó, mà anh em cảm thấy tiếng trầm chưa được tốt thì anh em cho em một con súp này vào. Bao phê luôn anh em nhé. Nó sẽ tạo ra cái tiếng trầm rất là sâu. Vì cái cơ bản loa full thì nó như con này nó loa full thì nó chỉ được tầm 55 đến 60 Hz đổ lên thôi. Nhưng con này nó có thể đánh được từ 40-30 Hz anh em nhé. Đổ lên. Đó thì nó sẽ hỗ trợ được cái giải thấp nó như vậy anh em nhé. Đấy, đây là một cái mà để anh em có thể là tham khảo. Vì tại sao? Nhiều cái loa full thì tiếng nó còn kém hơn những cái loa của bên em này. Nhiều cái loa full anh em có sẵn, tiếng bass nó kém thì anh em bổ trợ thêm con này vào. Cực kỳ tuyệt vời. Đó, còn anh em chơi gia đình thì có tiếng súp nó sẽ hay hơn rất là nhiều anh em nhé. Và tiếng súp nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Và con này thì giá nó rất hợp lý. Để mà mua một chiếc súp hơi 40 như của bên em, con TWK15S là 6,5 triệu đúng không ạ? Nhưng bắt buộc phải dùng một đẩy công suất để đánh nó đúng không ạ? Hoặc là dùng đẩy 4 kênh, lấy một kênh hoặc hai kênh chập bridge vào đánh nó. Nhưng mà với cái con súp điện này thì không cần phải cục đẩy. Anh em cắm một đường tín hiệu xuống là được anh em nhé. Đây này, em cắm một đường tín hiệu xuống là được, là chạy anh em nhé. Đấy, cấp điện cho nó là chạy, nên tại sao nó gọi là súp điện. Đó, súp bạc tiếp. Đấy, anh em chơi con này đó thì là ok luôn. Đó, giá rất hợp lý, 5,2 triệu anh em nhé. 5,2 triệu là gồm cả phần công suất rồi. Nhưng con súp 40 kia nó là 6,5 triệu mà nó chưa công suất. Anh em mua công suất tầm 4 triệu nữa thì nó là 10 triệu, nhưng đây chỉ có 5,2 triệu thôi anh em nhé. Thì rất đầu tư rất hợp lý cho anh em chơi. Đó, bổ trợ tiếng súp rất là tốt. Đó, tiếng rất uy lực, mạnh mẽ, và quan trọng hơn nữa là nhỏ gọn anh em nhé. Anh em để trong phòng rất là ok. Đó, nhiều người dùng một con, như nhiều người thích bạo lực thì dùng hai con luôn. Đó, thì anh em có thể chơi với dòng này. Đó, giá là 5,2 triệu anh em nhé. Anh em có thể tham khảo. Đó, chơi gia đình thì tuyệt vời luôn. Đó, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Xin chào tất cả các bác nha.
để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.